Hai, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ review con ạc này của mình hiện tại đang chơi. Do mình không có nhiều thời gian để chơi, với lại mình cũng đang chơi một tựa game khác, nên vì vậy mình muốn chia sẻ con ạc này đến cho một ai đó có tâm huyết để chơi. Thì lực chiến của mình thì hiện tại cũng hơi thấp, chỉ có 131 lực chiến thôi. Ngoài ra thì ạc của mình level 39 rồi, VIP 1. Thì bảng xếp hạng của mình thì như mình mới nhớ đâu được, mình coi là đâu 60 sáu mấy gì đó, để coi thử nó có tăng lên chưa. Rồi đây là đấu trường thường, còn lực chiến của mình thì xếp hạng 59 rồi, tăng lên được mấy bậc. Rồi còn cấp thẻ thông hành của mình là bậc 3 rồi, level 3 rồi. Thì lượng bát bô môn sẽ là 5 lượng. Đó là sơ lược về thông tin của nhân vật. Còn ở Pokemon thì mình chỉ nâng ba con chính thôi, đó chính là Dragonite, Bastoy và Gengar. Thì chủ yếu mình tập trung con Dragonite này là chủ yếu. Thì mấy con Best SR của mình thì mình nâng sạch hết vào cái Thiên Phú rồi. Mình chỉ giữ lại những con mà có bản năng phách như thế này thôi thì mình giữ lại. Và giữ lại những con SSR như thế này, mình có ba con Mewtwo và hai con Giratina, và mình giữ lại mấy con mà như Gengar để mình nâng cấp sao cho nó, hoặc nâng cấp thiên phú thì mình gộp vô trong đó cho nó dễ tăng sao và bản năng cho nó. Ngoài ra thì mình có để mấy cấp độ tiến hóa nó như thế này để mình tiến hóa lên thôi, cần gì thì mình sẽ nâng lên. Và mình cũng dư khá lượng Ditto này để nâng Mewtwo lên, hoặc là tiến hóa Mega xong mình sẽ nâng mấy con kia lên. Thì mình cũng để sẵn hết rồi. Giờ mình đi vào chi tiết về Bomon nè. Thì điểm cá thể của mình hiện tại là 88, nâng tốn nhiều vàng quá các bạn, tăng huấn luyện tốn khá nhiều. Mình cũng dư khai sách, mà chủ yếu cái sách tím này nó để nó mở khó thêm cái điểm này lên. Thì mình vẫn còn thiếu khá nhiều. Các bạn làm nhiều nhiệm vụ thì nó sẽ cho đầy đủ thôi, với lại mình thiếu hoàng quá, không đủ để nâng luôn, tốn quá nhiều vàng, không đủ vàng. Nó ở game này nó không cho mình cày vàng nên cũng khó quá. Thì kim cương thì mình thấy là dễ cày rồi, chủ yếu là vàng như thế này là khó khăn, nâng bao nhiêu cũng không đủ. Rồi thuộc tính chính của nó thì tương đối ổn thôi, chứ không thuộc dạng cao lắm. Rồi thuộc tính phụ như bạo kích này, kháng bạo thì mình chủ yếu là mình lấy cái bạo kích như thế này. Huấn luyện thì mình đã lên dự dẫm rồi. Hiếp item thì mình cũng nâng lên bậc 3, nên cũng cộng chỉ số cũng tương đối ổn. Tâm thì có vuốt bóng tối và cú đấm lửa ở đây, mình cũng nâng được 12 rồi. Với lại thiếu vàng quá mình nâng không không nổi với cái thiếu đạo cụ để cường hóa lên á. Mình tính đổi cái khác để cho nó phù hợp hơn với con này. Rồi như nãy mình nói thì mấy con SR của mình á, mình nâng theo phú hết cho con này rồi. Cứ quay ra mình nâng, cứ quay ra mình nâng. Thì con này thì nó thuộc dạng công nên mình lấy công của nó là chính, tăng phần trăm. Thì cứ bậc nào thì mình chủ yếu là mình tẩy một ô công, một ô tóc và một ô mật S như thế này. Thì đây là né thì mình không cần, chủ yếu mình lấy mấy cái tăng bạo như thế này thôi. Còn cái bậc 3, bậc 4 thì mình mỗi lần mình nâng thì tốn 2 điểm thì khá là sốt. Cũng quá trời bét ở trong này nó ra đi hết rồi. Rồi còn cái phòng sưu tầm của mình thì hiện tại là một cái đẹp full tím rồi, còn cái ô đầu tiên là hiện tại là thiếu ba cái nữa. Thì cái bậc phòng 3 thì mình đã đủ sách rồi, nhưng mà chưa lên level 40 nên nó chưa có mở. Rồi đợi lên level 40 thì nó sẽ mở thôi. Thì
con bác tôi cũng tương tự như vậy, thì điểm nó cũng thấp lắm, chủ yếu mình nâng thiên phú nó để nó tăng phần trăm nó lên cho nó cao một tí. Thì đây mình cũng đã tẩy kháng bạo đây rồi, hai cái kháng bạo, cái này mình chưa nâng, đây thiên phú 17 và còn hơi thấp, để mình quay tiếp rồi mình cứ đập vô cho nó tăng kháng bạo và tăng thủ cho nó thôi. Thì con này cũng không cần tóc cho lắm nên mình bỏ qua mấy cái tóc như thế này. Huấn luyện rồi thì cũng lên dự giảm rồi. Hiếp về tem thì mới cộng 2 thôi. Thua con Aragona một bậc. Tem rồi thì mình đã giáp từ trường, giáp điện tử nhé. Để cho nó tăng cái tê liệt của mục tiêu lên. Rồi ngoài ra thì còn Gengar. Thì ngồi Gengar về Latora thì có thể tiến hóa Mega đó, thì mình cũng đủ đá rồi. Với lại cũng chịu khó nâng mấy con SSR lên để mình tăng cái sự thành công tiến hóa Mega nó thôi. Tiến hóa Thiên Phú đây thì công cũng giống như con Dragonite, thì mình cũng lấy cũng tương tự như vậy mà thay thành công thành công được kỹ thôi. Phòng sưu tầm con này thì mình chưa nâng, tại vì mình nâng con Dragonite là cũng đã hết kim cương rồi. Cương một cái miếng màu tím như thế kia là 100 kim cương rồi, mà 9 miếng như vậy là 900 kim cương, cứ nâng vậy. Khi nào lên cam thì mỗi miếng là 200 kim cương, tốn cũng khá khá nhiều gấp đôi luôn, là tốn 1.800 kim cương để thành công, với lại vật liệu cũng tốn khá là nhiều. Thứ nhất là thiếu vật liệu, thứ hai là thiếu vàng. Rồi đây là sơ lược về bé của mình. Rồi để mình đi về cái mục mấy mục khác nè. Rồi chẳng mở đây thì các bạn có thể kiếm bon ở trong này, thì mình cũng đánh được hết mấy cái đây, kiếm bon và kiếm xu, thì các bạn phải tốn cái kim cương để đánh 10 kim cương, 20 và 50 thì mình nghĩ là cũng không đáng bao nhiêu đâu. Rồi ngồi ra thì cái mục tình báo của mình đó thì mình cũng đã làm hoàn thành xong hết rồi, thì các bạn chỉ cần đợi cái thời gian làm mới canh, lấy những cái vật phẩm cần thiết như cái sách tăng điểm huấn luyện để nó mở thêm ô bọc mới đó, thì mình cũng làm full rồi. Thì các bạn chờ nó ra cái xu màu và xu bạc thôi, thì các bạn có thể kiếm được hoàn thành một nhiệm vụ là kiếm được 2 xu bạc và 1 xu màu. Thì các bạn canh canh giờ, thì mỗi ngày mình có 8 lượt mà, tại mình cũng đang canh nè, hiện tại là nó chưa có nên mình không làm, để mình kiếm. Thì một ngày kiếm cũng hên, thì kiếm full cái này thì cũng được 16 xu bạc. Mà các bạn xu bạc thì tốn 60 thể lực, còn cái xu màu thì mình không nhớ, 15 hay 30 gì đó thì mình cũng không nhớ rõ, tại vì nó có màu xu. Rồi còn thu thập thì mình cũng để kết hợp rồi, còn cái ba cái cuối là mình chưa vật ảnh nên mình chưa kết hợp thôi. Còn cái này thì yêu cầu nhiều quá nên mình chưa làm được. Rồi để coi còn nào không ta. À ghép nè. Ghép bon 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 của mình thì cũng dư giải được tí. Vẫn còn đang dư mấy bon. Đá mấy viên cây tròn này thì hiện tại mình đang còn 19 viên. Để mình về túi đồ nè. Số bạc mình hiện tại đang có 3 cái đây. Rồi cái thì mình cái trắng thì mình còn dư 30 con. Chủ yếu mình dùng cái kickball này là chính thôi.
mảnh bomon thì có 70, masterball được 2 quả. Còn cái TM đây thì mình cũng nâng sơ sơ thôi, không nâng nhiều lắm. Kêu được một cái 3, một cái 4 sao. Mảnh thì Metu được 3 mảnh rồi, còn 20 mảnh nữa, thêm được con nữa. Rồi, đó là trong túi đồ của mình. Còn nhân vật thì mình cũng nâng sơ sơ level 19, 17, 15, 12, 12. Ráng lên 18 là sẽ mở thêm được một ô khó như thế này nữa. Rồi, thì nhân vật thì mình chỉ nâng sơ sơ như vậy thôi. Rồi, đó là một số thông tin về của mình. Thì hiện tại cái thẻ tháng mình thì vẫn còn ở đây, thì các bạn nhận thôi. Với lại chuẩn bị nhận thêm Rayquaza nữa, thì các bạn có thể bỏ con Dragonite đi để mình nâng con Dragon nhặt nâng con Rayquaza cũng được. Rồi, điểm danh 14 ngày thôi. Ồ, hai mấy ngày à? Điểm danh 2 3 ngày để nhận được Rayquaza. Cũng lâu nha. Thì hiện tại trong gua mình á, thì cũng đã mở con Ray rồi. Chủ yếu là bắt cái được không thôi. Hiện tại bắt nó khó quá các bạn. Đây thì cũng đã đủ điều kiện để bắt nó rồi. Thì các bạn có thể nâng cấp bon lên để nó tỷ lệ nó cao hơn và bắt được nó. Rồi mình nâng nó lên. Thì muốn kiếm bon dễ thì ở đây mình kiếm cũng tương đối dễ thôi. Thì các bạn đi xâm lược, hiện tại là mình thiếu cái cây quá. Thiếu cái chìa khóa để mình đi xâm lược đó. Thì bạn kiếm một cái gùi nào đó ở xâm lược ở đây, bạn kiếm gùi nào đó bạn chiếm thôi, bạn coi tài nguyên của nó bon nó sản xuất như thế nào đó. Bữa mình gặp tới tài nguyên của người ta tới 30 quả rồi chiếm hết, không còn quả nào. Nói chung là kiếm bon thì cũng tương đối dễ thôi. Chủ ở đây khó đó chính là kiếm vàng. Vàng kiếm khó quá, không đủ. Không đủ để xài luôn đó các bạn. Thì nãy mình cũng mới up ra hết bet rồi, nên cũng chả còn xu gì cả. Rồi, thì vô ạc hôm nay mình chỉ review sơ sơ như vậy thôi. Các bạn nào mà có nhu cầu ấy thì liên hệ mình, rồi mình sẽ chia sẻ cho một ai đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha.